Mùa đánh bắt cá lưỡng hồng thường bắt đầu từ cuối tháng Giêng đến tháng Tư và bắt đầu lại từ tháng 9 kéo dài đến cuối năm. Để đánh bắt được loài cá này, tàu của ngư dân sẽ phải đi xa bờ từ 50 hải lý trở lên. Hiện giá cá lưỡng hồng nhập tại bến dao động từ 60 đến 70 nghìn đồng một kg. Cùng với cá lưỡng hồng, ngư dân Hoàng Trường còn đánh bắt được nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá hố, cá bạc má. Không chỉ các chủ tàu đánh bắt thu được nguồn lợi lớn, những tiểu thương thu mua và người lao động trên cảng cá cũng có thêm nhiều việc làm và thu nhập cao nhờ các dịch vụ hậu cần nghề cá tại bến cảng.